sẽ vô đây mua vé. Chú cho con một vé. 40.000. Đây là Bảo tàng Hải Dương của Nha Trang, hay còn gọi là Viện Hải Dương học. Chào các bạn, đây là Huy và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình mời các bạn cùng đi với mình đến với Bảo tàng Hải Dương, hay còn gọi là Viện Hải Dương học ở Nha Trang. Đây được xem là một cái bảo tàng Hải Dương có quy mô lớn nhất Việt Nam về số lượng các cái mẫu lưu trữ. Mình nghĩ là đây là một trong các nơi rất là đáng xem khi các bạn du lịch đến Nha Trang. Bây giờ mình sẽ qua bên đây để coi cái hồ bên này có một vài con cá đuối, tiếng Anh gọi là stingray. Các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Nó có những cái đốm xanh ở trên người nè. Đó, đây là cái hồ cá mập. Các bạn thấy cá mập bơi không? Bên kia là có một chú chắc là đang vệ sinh cho cái hồ. Những cái loại cá mập này chắc là sẽ không có giữ, cho nên thành ra người ta mới có thể làm việc chung với nó như vậy được. Trời ơi, có một con cá mập khổng lồ nhưng mà nó nằm yên một chỗ rồi các bạn. Baby shark kìa. Mình đi xuống dưới đây thử. Các bạn thấy cái chú vệ sinh kính nè. Đó, sẽ giúp cho cái kính trong hơn thì các bạn nhìn cá sẽ rõ hơn. Đây là cá mập nè. Wow, các bạn nhìn thấy không? Hình như là thấy mình không mà chả thấy cá mập nào hết. Ở Bảo tàng Hải Dương cũng có một cái mẫu trồng rừng nước và có cá sấu. Các bạn nhìn ở trong này có một con cá sấu hoa cà, lốm đa lốm đốm đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào tham quan các cái loại sinh vật biển khác ở bên trong. Bên này tiếp tục có một cái hồ khác. Theo mình nhớ đây là hồ nuôi rùa. Nè, các bạn nhìn thấy rùa không? Phía bên này có một con to đùng luôn nè. Nó đang nằm yên cho những con cá kia vệ sinh cái mai cho nó. Ôi, có một con rùa bơi lên để thở kìa. Wow. Ôi, nhìn những con rùa nó bơi thì thích quá. Đẹp quá các bạn ơi. Nó nổi lên. Quá đẹp các bạn ơi. Trời, ở ngoài tự nhiên thì như hòn mung á, ở ngoài Nha Trang mình á, thì sẽ không còn thấy mấy con này nhiều nữa các bạn. Rất hiếm khi nào có thể gặp được rùa biển. Các bạn nhìn thấy hai con này nó khác nhau nè, thấy không? Hai cái mai của nó khác nhau nè. Ồ, con rùa bên dưới to quá. Rồi bây giờ mình đi vào phía bên trong kia, nó sẽ còn một khu khác để cho chúng ta tham quan nữa. Ngay khi mình bước vô thì mình sẽ thấy một cái hồ. Đây là con tôm bác sĩ. Đây là con tôm chuyên chui vào răng của những cái động vật lớn hơn nó để ăn thức ăn thừa ở trên nó. Thì nó làm như vậy thì nó cũng là vệ sinh cho mấy con cá kia, cho nên nó được gọi là tôm bác sĩ. Ở đây mấy cái hồ có san hô. Đây là cá mú chuột nè các bạn. Rồi những cái hồ tiếp theo, đây là hồ cá nóc nè các bạn. Dễ thương không? Cô tê phô mê quê. Rồi bơi kìa. Bên này là con cá bò hòm. Các bạn thấy nó có hai cái sừng nhỏ nhỏ ở phía trước ha. Cái đuôi nó buồn cười ha. Cái miệng chu 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 nữa. Bên này là con trai tai tượng. Tai tượng có nghĩa là tai voi đó các bạn. Thì nó sẽ to và hai cái vỏ này nó có thể đóng ra đóng vô vì nó là động vật sống mà. Và ở trong tự nhiên thì những con lâu năm nó có thể to bằng cái thúng đó các bạn ơi. Rất là to. Rồi phía bên này mình có san hô mềm, đây là hồ san hô mềm. Các bạn nhìn thấy cái màu xanh lá cây đẹp không? Với mình, thế giới dưới nước là một cái gì đó rất là long lanh, rất là nhiều màu sắc. Bởi vì mình rất là mê cái môn lặn biển là như vậy. Ở bên kia có người chùi kìa. Coi coi coi. Người ta lau cái hồ cho sạch đó các bạn. Làm hết hồn. Mình rất mê thế giới dưới nước.
Bởi vậy cho nên mình đã đi học lặn để mà được ngắm biển, ngắm thế giới dưới nước nè. Và mình muốn lan truyền cái năng lượng đó đến với các bạn bằng cách là rủ các bạn đi biển Ai Dương học ngay lúc này nè. Đây là cái Nemo nè các bạn, nhưng mà nó màu đen. Người ta gọi nó là cá khoang cổ vàng. Nó sẽ sống chung với hải quỳ. Cá Nemo và hải quỳ là đôi bạn thân rất thân, hỗ trợ lẫn nhau để sống dưới nước đó các bạn. Đó là Nemo và hải quỳ. Đó, con hải quỳ nè các bạn. Đây là cá khoang cổ đỏ. Bên này là cá mặt quỷ. Đố các bạn nha, con nào là con cá? Con cá đâu? Chỉ cho mình coi đi, con cá nào? Chỉ đi. Cá mặt quỷ đó các bạn. Tất cả tụi nó đều là cá. Hai cái cục này và cái cục này là hai cục đá. Đó, một đứa. Các bạn nhìn thấy nè, các bạn nhìn thấy cái mặt không? Hai con mắt nè, cái miệng nè. Ở trong cái hốc kia có một con nữa. Đó, tất cả tụi nó là cá, nhưng mà nhìn nó như cục đá vậy đó nè. Ở bên này nhìn rõ hơn nè, hình một con cá nè. Đây là cá mặt quỷ nha. Con này nghe nói chích một phát cũng phê lắm nè, rất là đau nhức. Rồi, đây là con Sam. Sam thì nó thường đi có đôi các bạn, cho nên là người ta hay nói là dính như Sam là như vậy đó. Hai con lúc nào cũng đi một cặp. Đấy, nó đi nhau với nhau kìa. Ôi, cái chân của nó như là mấy cái càng, các bạn thấy không? Mấy cái càng cua. Mà sao cái này nằm dánh cẳng, dánh cò lên gì trời. Hai con Sam này nó đang đi cùng nhau, đi dạo. Cái đuôi gai dù. Ôi, cái san hô này lạ, các bạn nhìn nó độc đáo không? Nó như là mấy cái miếng xốp gì á. Rất là đẹp. Ôi, mấy con cá này đẹp ghê. Nếu mà các bạn có cơ hội để đi lặn ngắm san hô và ngắm sinh vật biển thì các bạn nên thử nha. Mình không bao giờ tin nổi thế giới dưới nước nó đẹp như vậy. Mà mình nhìn bằng chính hai con mắt của mình thì mình sẽ thấy nó xuất sắc hơn 1 triệu lần so với các bạn coi trên TV. Đây là con cá ngựa nè. Con cá ngựa. Thì con này là con đực nó sẽ mang trứng. Cho nên khi các bạn nhìn thấy cái con này mà cái bụng to á, sắp sinh á, thì nó là con đực chứ không phải mấy con cá nha. Đây là con tôm lạc đà. Trời, các bạn thấy nó dày đặc không? Tôm lạc đà đây này, màu đỏ đỏ, rất là dễ thương. Nguyên cái hồ mà tụi nó đông đen. Các bạn này nhìn đẹp quá. Ui, sướng. Đây là cá bóng đuôi kéo. Cá bóng thì cái hình dáng bên ngoài thì nó không có đẹp lắm, nhưng mà con này cái đuôi xẻ cho nên người ta gọi là đuôi kéo. Đây là cá mó đèn. Cái màu nó đẹp quá ha. Cái màu cam sặc sỡ dễ sợ. Cái đuôi màu vàng nữa chứ. Tiếp theo thì bên này là cá ép. Ôi sao mình thấy con cá này lạ ghê. Mình không biết con cá này luôn á. Đây là con sâu biển. Các bạn nhìn chân con sâu biển nè. Các bạn thấy cái con lông lông này không? Nhìn nó như cái cây vậy á, nhưng mà thật ra nó là động vật đó các bạn. Nó có thể bơi được. Khi mà nó bơi giống như là múa vậy đó. Mấy cái râu này của nó sẽ lượn á. Cái này là tôm mũ ni nè. Đố các bạn con nào là con tôm. Nhìn như một đống gạch đá. Đây, một bạn nhỏ xíu xíu. Đó, mấy con tôm đó. Không ai di chuyển cho tôi quay hình gì trời. Thôi mình giả bộ mình đi lại chút xíu đi. Ừ đó, ok. Động đậy tay chân gì đó cũng được. Tụi nó nằm yên cả đám vậy, cho nó đang ngủ trưa đó các bạn. Đây bây giờ đang 1 giờ trưa đó. Đây là cá kẽm. Rồi nhìn đẹp không? Đôm 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 đôm. Đây là con trình nè. Con cá trình. Và con này cá trình vàng. Con này là con cá nàng đào. Ôi, cái miệng chút xíu dễ thương không? Và cái con kia con san hô gì mà như cái bánh tráng vậy trời. Đẹp vậy. Đây là cá sơn đá. Cái san hô này lọc độc đáo quá à.
Cái này là người ta cấy, người ta nuôi nè. Trời, mấy cái cục san hô này nhìn hay quá, đẹp quá. Hello. Nghe mình nói hay gì mà chui trong hốc đứng rồi kìa. Rồi, đây là cá mao tiên, hay còn gọi là cá sư tử, lionfish. Con này nó có nhiều màu nha các bạn. Đây là cái màu hơi nâu nâu đen đen. Nó có một cái giống mà đen thù lùi luôn. Còn có một giống khác thì nó lại là đỏ chét dưới nước vậy đó. Đây là biểu tượng của Viện Hải dương học Nha Trang luôn đó các bạn. Ở phía đằng trước Viện Hải dương học thì có hình, có một cái tượng con cá này. Loài này bơi rất là chậm cho nên nó rất là dễ bị bắt. Bởi vậy cho nên là những cái vây gai trên người nó đều có độc hết đó các bạn. Chích chung phát là bao nhất. Tại vì nó rất là chậm mà, cho nên nó cần có một cái gì đó để nó bảo vệ bản thân nó sống sót. Ở ngay cửa vô thì mình sẽ thấy một cái hồ cá trình lớn như thế này nè. Con cá trình bông to đùng, mấy con luôn. Nhưng mà nước hơi đục thì mình sẽ không thấy rõ lắm. Ok, mình đi qua cái ô mẫu vật lớn nè. Đây là mẫu vật xương cá voi. Bộ xương cá voi thiệt đó các bạn. Trời, nó to mà chắc cái thuyền chui vô được luôn á, quá bự. Hàng khủng, hàng khủng. Wow. Trời, nhìn nó như một cái bộ xương khủng long các bạn, như trong phim đó. Bây giờ sợ luôn. Đây là bộ xương cá voi gù và được khai quật năm 1994. Wow. Đây là bộ xương của con dugong. Các bạn biết con dugong không? Là con bò biển mà ở Phú Quốc người ta hay gọi là con nàng tiên cá, bởi vì cái tiếng kêu của nó dưới đại dương nghe giống như là tiếng hát. Các bạn nhìn nè, thấy không? Nó dễ thương không? Nó bơi rất là chậm, con này rất là chậm. Các bạn nhìn thấy cái vây tay của nó tròn gì nè. Nhưng thật ra ở bên trong xương thì một cái bàn tay có nhiều ngón đàng hoàng. Độc đáo không? Đó. Con này thì nó nuôi con bằng sữa. Nó có vú ở bên cái nắp tay đó. Cho nên là nó là động vật chứ không phải là cá nha. Cá tầm trung hoa. Các bạn nhìn con cá. Nhìn mấy con này thấy ghê quá không? Mình lặn dưới nước thấy nó chắc mình xỉu. Cá giống mầm nhọn. Khi các bạn xuống đây thì các bạn đi theo cái bạn chỉ dẫn ha. Đây, cái bạn chỉ dẫn được gọi là xem tiếp nè. Mình đi qua một khu khác nha. À, có một cơn gió nhẹ đi qua mát quá. Chiều hôm nay giống như là một mình bao luôn cái bảo tàng Hải Dương vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái khu mà người ta cũng có những cái hồ cá, nhưng mà trong này nó đặc biệt hơn, nó có một cái điểm signature mà ở trên mạng mọi người chụp hình chung. Đó là một cái trụ hồ, một cái hồ trụ kính rất là lớn. Mình sẽ đi vào một cái khu được gọi là tài nguyên biển đảo Hoàng Sa Trường Sa. Đây là một cái vỏ chai khổng lồ. Wow. Mẫu vật được thu ở Trường Sa 1758, nặng 145 kg. Trời ơi. Phía bên này là Nemo màu cam nè các bạn. Ôi dễ thương không. Đây là con tôm hùm mà các bạn hay ăn đây. Đây là bản đồ địa hình đáy biển Việt Nam và các vùng biển lân cận. À, các bạn nhìn thấy cái bản đồ không? Đây là cái bản đồ mình sẽ thấy Hoàng Sa và Trường Sa. Và đây là những cái giấy tờ được gọi là một số văn bản về quản lý Hoàng Sa của chính quyền sau 1945 nha. Thì từ cái thời đó Hoàng Sa Trường Sa đã do Việt Nam quản lý rồi. Bởi vậy mà chúng ta mới có được những mẫu vật mà các bạn nhìn thấy ở đây. Và nó cũng là một cái bằng chứng cho thấy chủ quyền của Việt Nam đối với hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi mà các bạn mới bước vào trong cái chỗ sắp bế lúc nãy á, thì các bạn sẽ thấy những cái bản đồ, mà bản đồ đó là của Trung Quốc luôn, có tiếng Trung Quốc, chứng tỏ là ngay từ cái thời đó thì Hoàng Sa và Trường Sa đã là của Việt Nam quản lý rồi, tức là một phần lãnh thổ của đất nước mình rồi, chứ không phải là của Trung Quốc như cách mà bây giờ Trung Quốc đang cố gắng chứng minh cái điều đó với thế giới. Cá thu xong, các bạn nhìn thấy con cá to. Con cá này nó dài 2.4m, 74 kg. San hô sừng dạng quạt, nhìn to chưa, đẹp quá. Nhỏ nhỏ phía bên này là một cái san hô sừng dạng roi, tức là nó thẳng lên trên vậy nè. Rồi, đây là cái khu mà signature của Bảo tàng Hải Dương.
phía đằng kia có một cái hồ cá rất là lớn hình trụ kìa, dành cho các bạn chụp hình sống ảo nè. Con này tiếng Anh gọi là bass fish. Ôi đẹp quá, tự nhiên nó kéo đông đàn nó đông lên là thấy đẹp rồi. I don't know if I'm okay, I don't see the light of day, looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance, they say that love is a slow dance, a short bike ride to the crib using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating, but I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Bây giờ mình sẽ đi vào khu trưng bày các cái hiện vật nha. Đây là các hiện vật khoa học. Ở đây có tới 24.000 mẫu các cái hiện vật khác nhau như thế này. Ở đây có cái bản xác lập kỷ lục nữa các bạn. Viện Hải Dương Học, nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất. Ở đây 24.000 mẫu nhưng mà đại diện cho 4.000 loài khác nhau được ngâm phọc môn như thế này nè các bạn. Voi, ở đây có con cá voi to lớn chưa. Khi mà vào đây nó cho mình cái một cái cảm giác đó là thật sự là một cái bảo tàng, nó khác hẳn hoàn toàn một cái aquarium, tức là một cái thủy cung giống như ở Vinpearl, thì nó phục vụ du lịch nhiều hơn, thì nó không có những cái mẫu vật mà nghiên cứu khoa học như giống như thế này. Nhưng mà khi các bạn vào đây tham quan thì các bạn hoàn toàn có thể mua cái dịch vụ là có hướng dẫn viên đi cùng để mình được thuyết minh, mình được nghe những cái thông tin hữu ích và hiểu biết nhiều hơn về cái thế giới đại dương. Như vậy là mình đã tham quan xong khu bảo tàng Hải Dương Nha Trang. Hy vọng là cái video của mình có thể truyền được cảm hứng cho tất cả các bạn. Khi mà chúng ta hết dịch rồi thì chúng ta có thể đi Nha Trang chơi, cũng như là ghé tham quan bảo tàng Hải Dương. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và các bạn đừng quên cái khuyến cáo 4 cái bấm của mình. Đó là bấm đăng ký, bấm chuông, bấm like và bấm share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.